Anh em đang cần tìm giả lập chơi game mobile trên PC, tải ngay LD Player theo đường link dưới mô tả. Chỉ cần một click, anh em sẽ có ngay giả lập chơi game mobile vừa mượt, vừa nhẹ, lại vừa đẹp. Hello, xin chào anh em. Chào anh em đã quay trở lại channel của mình. Tiếp tục với hơi thở mặt trời thì hôm nay mình sẽ tiếp tục công cuộc full team E4 anh em nhé. Và đợt này mình sẽ nâng tiếp đó là con Senami anh em ạ. Bây giờ mình bỏ hẳn con ấy rồi. Bỏ con Canao rồi để chơi theo team Dot anh em. Tại vì căn bản team Dot này đi bot đi hoạt động đi ải nó sẽ ok hơn. Mình đang cần đam để đi mấy cả nơi đánh huyết quỷ. Đấy, hiện tại thì có mỗi mình là Rengoku thôi là không đủ 4 triệu 2 đam, nhưng mà không có Senemi thì sẽ không có nhiều đam. Đấy, tại vì Senemi bình thường mà có thêm con Rengoku này nữa thì đốt cực kỳ bá luôn anh em nhá. Bây hiện tại con Senemi mình có 1 triệu 7 thôi. Đấy. Mình cũng đang định tính là lấy cái bảo vật mốc tiêu 2 triệu. Đâu 2000 ruby là mốc tầm 40 triệu cho con đấy anh em, cho con Senemi. Cái bảo vật đấy là cái chuỗi hạt nó ngon vãi chưởng luôn anh em, tăng sát thương chí mạng 100%. Đây cái bảo vật đấy đây, bình thường là mình đang dùng cái bảo vật viêm trảm độc huyết cho con tên tan dị con Senami, 45% công này, 45% sát thương chuẩn xuyên thủ, miễn chống 35 và sát thương chí mạng 50. Nếu mà đủ cái bốc tiêu 2000 ruby kia thì mình sẽ có cái chuỗi hạt, wow, cái chuỗi hạt nano này Innova, cái tên gì nhỉ, chuỗi hạt Nianfo đấy, hơn mọi chỉ số 5%, công xuyên thủ sát thương chuẩn năm hơn 5%, và đặc biệt cái này còn 50% máu nữa anh em, giúp cho con tướng của mình trâu hơn rất là nhiều. Căn bản bây giờ con tướng nào của mình cũng có bảo vật riêng của nó rồi, có mỗi Senami là không có thôi. Senami nó ra từ đợt đầu là không có sự kiện đi theo bảo vật đấy, miễn chống so với viêm trả độc huyết từ 35 này lên thành 50 này, và sát thương chí mạng từ 50 thành 100% sát thương chí mạng anh em. Mà Senami này nó sẽ chơi thiên hướng về sát thương chí mạng là nhiều, đam vừa sát thương chí mạng vừa đốt cực kỳ bá luôn. Nhưng mà để mà lấy được thì mình phải tiêu thêm 700 ruby nữa là 14 triệu nữa để mới có được cái này. Đấy, hiện tại mình đang có 2 dương ấy rồi, mình đang có 36, mình đang có 6 dương của ngũ hoàn mỹ rồi. Bây giờ mà đổi bộ đốt thì ok luôn. Chắc là mình sẽ đổi một bộ đốt và một bộ ấy thôi. Là một bộ hội tâm, bộ xuyên xuyên miễn chống. Bộ xuyên miễn chống này sẽ cho con cho con Duma, còn bộ đốt sẽ dùng cho con Senami hoặc là con đấy thôi. Con Rengoku. Nếu mà dùng cho hai con đấy bộ đốt, mỗi con một bộ thì ngon quá. Đốt cực kỳ đau, nhưng mỗi tội là bây giờ gặp mấy cái ông mà full miễn chống lên nhiều lúc Duma của mình nó không đóng băng được anh em ạ. Tỷ lệ rất là thấp. Người ta dùng miễn chống lên đến hơn 100% là con Duma của mình có xuyên miễn chống có bốn mấy sáu mấy hay bảy mấy phần trăm thôi thì rất là khó đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cho con đấy đi, cho Senemi này lên. Từ từ đang thiếu bốn con tướng đúng không? Hôm qua nạp full lấy full sự kiện là web đây rồi, tướng thì khá nhiều đấy nha. Đây mình còn mười mấy dương mảnh tướng này đấy, trong này thì mình sẽ tính sau, trong này có cả canal luôn này, có đầy đủ hết. Còn cái dương này thì sẽ ít hơn. Đây, cái dương tùy chọn kiếm khách này sẽ ít hơn. Trong này có mấy con cũ thôi, nhưng mà cũ hẳn rất là lâu anh em. Nhưng mà có Selemi. Đấy. Đủ 4 dương luôn, hợp lý quá. Đủ 4 con luôn. Để xem nào. Đây, mình đang có 6 dương cổ ngữ hoàn mỹ cực này. Nguyên liệu tí lấy luôn không nhỉ? Lấy luôn cho Selemi chơi thử không? Nhưng mà Senami lên quỷ hạ ấn lại không được khỏe lắm đâu. Thôi cứ để tính sau xem đam lên là 14 sao, xem nó như thế nào đã xong rồi tính tiếp. Đấy. Lên nếu mà ok thì lại thôi. Bây giờ đang là 1 triệu 7 đam với cả 6 triệu 600 nghìn máu. Rồi lên 14 sao nhá, lên 2 triệu 5 này, 6 triệu 6 lên được gần 2 triệu máu. À còn đang level nữa, 2 triệu 7 tấn công với quả hơn 2 triệu máu, với 1 triệu 7 lên 1 triệu tấn công. Đấy, kiếm nào mình đang để cái gì, đang thức tỉnh đang để cái gì nhỉ, để công luôn đi rồi. Con này gần như là full công đấy thôi, giảm sát thương độc đốt và cái lấy cái cuối lượt có xác suất xóa một hiệu ứng bất lợi. Con này nó mở lên kiếm đạo lên thì nó sẽ trâu hơn một chút,
Mấy con này của mình còn chưa nâng được kiếm đạo full luôn. Kiếm đạo hiện tại mắc 250 cơ. Thì nâng nó tốn xu quá. Đây còn con này cũng chưa nâng máu rồi hết này. Còn khi con Ren Goku Flame này cũng phải nâng thêm tí máu này. Rồi, nâng thêm tí máu anh em ạ. Chứ bây giờ ít máu quá nó khổ. Bây giờ bị chém hai cái là nó cấn rồi. Là nó gần chết rồi. Thì bây giờ mấy ông top toàn những ông ấy cao thôi. 8 triệu 8, ô lên được 1 triệu 2 máu cả. 100 level được 1 triệu 2 máu cả. Cũng được 10 triệu máu rồi. Nếu mà con này có bảo vật chuỗi hạt Indofa đấy nhỉ. Tăng lên 50% máu nữa. Như 50% máu là lên được bao nhiêu? Để mình lắp thử hai cái máu vào nhá. Tại vì hai cái cụm ngưỡng máu thì nó sẽ có 15%. Đây, có một cái cụm mỡ máu đây. Đấy, đang là 9 triệu 9 này. Các bạn trong này có 2% máu ở đây nữa. Nó lên được nhích một tí. 9 triệu 9 mà thêm cái này là 20%. 20% là được 1 triệu 6. Nếu mà cái triệu chuỗi hạt kia là 50% máu à? 40% là được 3 triệu 2. 50% là được thêm 800 nghìn nữa là 4 triệu. Nghĩa là mình sẽ lên được khoảng 14 triệu máu. Cũng ghê phết nhỉ. 14 triệu máu là cũng hơn máu của con đấy rồi. Hơn máu của con Rengoku Demon rồi. Nhưng mà con Rengoku Demon nó có giảm sát thương, nó cũng sẽ trâu hơn. Rồi, để tính sau đây. Xem mới nào đã, cái đấy là cái bảo vật 40 triệu. Đắn đo quá. Mà dùng mấy con này thì nó lại có đi bảo vật theo kỹ năng của nó rồi. Bỏ đi thì con này bỏ cái xuyên miễn chống thì phế lắm anh em. Chỉ được cái trâu thôi. Nhưng mà không có xuyên miễn chống đóng băng thì nó phế lắm. Nên con này không bỏ được. Bây giờ mình đang dùng cái bảo vật này nhá. Còn dùng có bị động nó có 35% xuyên miễn chống nữa. Mà cảm tưởng như mấy ông mà chơi miễn chống khoảng 100% hoặc là full miễn chống là gần như nó không đóng băng được tí nào luôn. Đấy. Thế nên bắt buộc con này phải thêm củ ngữ với giữ lại bảo vật này để lấy xuyên miễn chống và thêm cả củ ngữ xuyên miễn chống nữa thì mới đóng băng được nhiều. Có bảo vật có bùa nào tăng xuyên miễn chống không nhỉ? Cái này không xem được cái phần đồ giám nhỉ? Không xem được cái phần cái này xem đâu ta? Xem được tất cả những cái mà có chỉ số gì ở đâu nhỉ? Con nào hầu như mình cũng có hết rồi. Đấy. Có hết bảo vật của theo tướng rồi. Có một Tsunami thì chưa có thôi. Để mình xem là... À, mình có một cái viêm trả độc huyết nữa. Một viêm trả độc huyết thì như cái mốc tinh nạp 1.500 Ruby hay là mốc... 1.000 nhỉ? Thế như một trong hai cái mốc đấy mình không nhớ. Đấy. Chắc là lấy... đấy thôi. Đây. Đấy, viêm trả độc huyết cực. Ngon thì cũng ngon. Mình đang có một cái rồi, mình đang có một cái chỉ huy cho con trước là con thượng nguyên tứ rồi. Tăng cơ thì chắc không cần. Tăng cơ thì mấy con làm gì có đam nhiều đâu nên là cái công với sát thương chuẩn mấy cái chiến thủ này nó hơi thừa. Thợ săn thì cũng không có con nào dư nhiều. Mà sát thủ thì mình có một cái rồi. Chắc là lấy cái hỗ trợ nhỉ. Hỗ trợ này có máu, có giảm sát thương nhưng mà lại không có thủ. Nếu mà lắp cho con Yuko cho con Yuko cũng được ấy. Cũng được. Đắn đo quá. Con nên lấy không nhỉ? Hiện tại mức Yuko là không có ấy đâu. Không có bảo vật thôi. Có bảo vật nhưng mà bảo vật cùi. Và những con khác là theo team, theo tướng hết rồi. Ai giờ có nên lấy không? Thôi lấy cái hỗ trợ đi. Nhưng mà thừa mất dòng công. Có miễn chống này, có tốc độ, có giảm sát thương, có máu. Nên lấy không nhỉ? Nhưng bây giờ còn con nào khác ngoài con Gyoko trong đội hình có thể chơi được đâu? Thôi mình sẽ lấy cái này. Đấy, lắp cho Gyoko. Tí nữa làm bộ cử ngư... Lấy luôn là bộ cử không nhỉ? Cái này đang có bao nhiêu? Từ. Cái này miễn chống 35 này, nộ máu 35, giảm sát thương 25, thủ 35. Cái kia có thêm tốc. Một là có thêm tốc, hai là có giảm sát thương trâu hơn, máu nhiều hơn. Bây giờ cứ đừng đi, sau này kiểu gì mấy con hỗ trợ cũng... Nhưng mà những tướng về sau ra rồi thì cũng nó cũng không cần thiết lắm.
nó cũng không cần thiết lắm anh em ạ, tại vì nếu mà anh em đã xác định chơi lên 13 sao rồi thì nó đi bảo vật đi kèm, mà thường thường bảo vật đi kèm nó sẽ có những kỹ năng hỗ trợ nên là dùng bảo vật khác thì nó lại hơi thừa, trừ khi con nào kỹ năng hỗ trợ nó phế thôi, nhưng mà mình chưa thấy con nào kỹ năng bảo vật đi theo bảo vật nó là kỹ năng phế cả, toàn là kỹ năng hỗ trợ quan trọng. Đây cái này thêm được đồng một cái 46 triệu máu à, lắp cái này vào có 42 triệu, tốc có 1.800 thôi, lắp cái này vào thêm được 100 tốc nữa này, đâu 75 tốc, giảm sát thương 30, máu 45, cái này máu cái này máu có 35 thôi, giảm sát thương được 30, thêm được 5%, máu thêm được 50%, có thêm tốc miễn chống 1939 thôi cũng được. Đấy, có thêm tí công mà con này cũng chẳng cần công lắm. Rồi để xem sang Senemi nào. Senemi thì cũng phải nâng cho nó lên công thôi. Uầy, hết cái sát thủ rồi, không lên được công nữa. Căn bản là mình nuôi hai con sát thủ liền nên không thể lên được nữa rồi anh em. Để tạm như này thôi, để đi đam đụng xem nó như thế nào rồi tính tiếp. Con này mình cũng đang có một bộ sát thủ, con này mà có thêm cái chuỗi hạt nữa thì ok hơn. Cái mùa gió này mình vẫn chưa đánh được, đang để công full công. Nếu mà anh em muốn đam tay to hơn thì anh em có thể để công xuyên thủ nhá. Đấy, còn là mình đang muốn chơi full đốt thì sẽ để full tấn công với 2 triệu 7 máu. Bây giờ đánh với các top là mình bắt đầu có cửa đấy, có cửa bật. Và để xem đam boss như thế nào. Để xem tình hình đam boss như thế nào đã. Trong này chắc không cần Shinobu đâu. Uầy, 34 tỷ đúng không? Senami, ủa không bằng được cái luôn. Renkuku Frame, các bạn ạ, đâu? Đây là Renkuku Demon, các bạn Renkuku Demon đây là 4 triệu 2 đam mà có điều 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7 mà được tầm này à? Mới lại có Senami này, nó còn chơi theo kiểu đam sát thương chí mạng nữa. Mình để không, mình bỏ cái xuyên thủ đi, cảm giác chém tay của nó yếu hơn khá nhiều. Senami có khi để công xuyên thủ hợp lý hơn. Một đam được 3 triệu. Đam được ba mấy triệu rồi. Mấy ông này đam bot bao nhiêu đây? Uầy, ba mấy nghìn m. Mấy ông này là mấy trăm nghìn m rồi. Càng đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Ai, không biết nên đổi cổ ngữ chơi tim đốt này không? Không biết là đổi bùa cho này như nào đây. Khó ghê đấy. Rồi, để bây giờ mình đi tìm PK thử xem như thế nào anh em nhé. Đấy, chỉ cần con Tsunami này với cả con Renkuku Frame, Renkuku Demon, hai con mà dùng chiêu cái là đối phương cũng ngáp hoài đấy. Rồi, hiện tại mình đang để đội hình như thế này anh em nhé. Đây, mình sẽ để con Shinobu đi trước. Đúng rồi, Shinobu có thể đi đầu. Mà đối phương tốc cũng cao đấy, không hề kém đâu. Đóng băng luôn kìa. Con Shinobu đánh phát đóng băng luôn. Hai con đi bút giác khá là an toàn rồi. Thêm con này nữa giảm độ. Đấy, tẩm phết đấy anh em. Nhưng mà con này mình đánh nhiều quá lên, nó lên khá nhỉ, nó lên nhiều độ. Sao con này tốc cao đấy? Con Tsunami đối phương tốc cao ấy nhỉ? Ủa, Tsunami gần chết rồi kìa. Chết. À, Kanao đánh rồi đấy, nó còn sống, được chém là một tơ là được rồi. 38 triệu đam này. Nếu mà em để xuyên thủ là chắc là cũng ok hơn, đam to hơn là lấy tay. Còn mình chơi theo kiểu đốt máu mà. Hai người xem là team này đốt như nào đây. Nằm xuống một con, hai con nằm xuống. Con này không bị đốt chết à? Thì như vừa nãy cái đam của con nam, cái đam của cái
tiêu đốt thì không dính, đúng rồi, không dính con này, không dính cả con này luôn á. Ờ, đam 4 con còn lại mà toàn đam đúng mấy con tăng. Các bạn con random cua demon nó không đam trúng hai con đam chính này luôn á, nó chỉ hai con này mới chỉ bị đốt của tsunami đấy mà đã cấn máu rồi. Các bạn con random cua demon nhầm frame, con random cua demon, các bạn con random cua demon nói nó chém 4 mục tiêu rồi, trừ khi anh em phải lên mắc quỷ hoa ấn rồi mới chém 6 mục tiêu, lúc ấy nó mới bá được. Lúc ấy nó chém một cái thì chắc là chẳng có team nào đỡ được. Còn này vẫn trâu đấy. Vẫn trâu thế nhỉ. Bây giờ con Rengoku Demon của mình phải chém được trúng hai con đam chính của đối phương cơ. Vừa chém toàn trúng tăng 10m Duma Nam cũng 10m, mất tội là không qua đời lớp giáp, khổ thật đấy. Cái này thua rồi. Ơ, à, chưa được, chưa thua đâu. Vẫn còn đốt, vẫn còn một đốt này, mặc dù team mình hết đam chính rồi. Đối phương hết các mũ giáp rồi. À, vẫn còn một đốt. Vẫn còn một đốt chảy máu em, còn tí máu này, chắc phát tơ sau là chết rồi. Team ô Duma, cả các Duma trâu vãi. Ờ, à, win. Win nha. À, nhưng mà con này nó, để con này mũ giáp này thêm mệt nha. Cứ đánh nó bút giáp thì mình hết đam sốc rồi. Hết đam bị sốc rồi. Khó, kèo này hơi khó. Chắc bị xử thua rồi nha. Đam chính chết hết rồi. Căn bản là cái con Mitsuri của mình mới có 13 sao thôi. Nên là nó chưa được nhiều máu, nó chưa bảo kê toàn diện cho cái con Tsunami được. Nó phải để bút giáp tiếp thì cũng mệt lắm. Bây giờ con... À, còn Mitsuri của mình có 46 triệu máu, mới là nếu mà lên 14 sao chắc nó phải lên được khoảng 60-80 triệu máu đấy. Cái này bị xử thua vì ấy mà. Uầy. Nhìn Dam Tsunami này. Nhưng mà quan phát này con Ryoku, con Rengoku của mình chết hơi sớm. Khác nào cảm tưởng Dam rất to nha anh em, nhưng mà đánh không qua là cái lớp giáp đầu tiên. Dam to để làm gì đâu, chỉ là để bào giáp thôi. Ngày xưa team mình một hit của mấy con canal, bây giờ không ngại mấy con canal rồi. Chấp canal luôn rồi. Trong khi đó mình vẫn còn hai con chưa lên 14 này. Bây giờ mình mà lấy thêm cái cổ ngữ cực thiêu đốt nữa cho Tsunami thì bá hơn. Tsunami có cái cổ ngữ đấy thì chém thôi rồi. Có nhưng mà sao cảm giác Tsunami đam nó cứ bé bé nhỉ? Sao mình cảm giác nó đam cứ bé bé ta? Sát thương đốt thì chắc không bằng con Demon đâu anh em. Demon nó có bảo vật tăng thêm sát thương đốt cơ. Bảo vật của Semi nó không có sát thương đốt, nó sẽ thường thường về mặt chí mạng đòn đánh tay nhiều hơn. Quái có thể bị giảm độ à? Anh cũng không kịp chém rồi. Đây, nó thiên về tay, sắp đam tay với chí mạng nhiều hơn. Nếu mà con Tsunami mà có bảo vật tăng sát thương đốt lên nữa thì bá đốt ác hơn. Cái méo nào nó toàn chém trúng với con đam của mình ta. Đen thế. Đen quá anh em ạ. Toàn bị chém trúng. Toàn bị chém trúng lên Goku. Tại vì con lên Goku đối phương cũng chém 4 mục tiêu thôi mà. Bây giờ kiếm được một ông mắc cái quỷ hạ ấn cũng hơi khó. Nên bên mình đang gộp vào một cái bang rất là mạnh để chuyên đi đam boss quỷ hạ ấn. Còn bây giờ phải team đốt thì đam nó mới to được. Chứ đam mấy kiểu con đam tay khó lắm, ít lắm. Mình bị... con Tsunami tốc cao thế. Vì trước nó trừ độ lên phát nữa của mình. Một chém này. Đây rồi, đứng đầu. May quá, phải đấy nó đánh trúng con Tsunami của mình nên mình được độ con này. Chắc phải đốt như nào đây. Không biết là vừa nãy con Rengoku mình chém trúng con nào. Không biết chém trúng con đam không. Một con này, đi trúng con canal. Trúng con canal, chính con số đúng Shinobu. Chính con hai con này nữa. Không chính, không dính con ấy này. Chết luôn này. Đốt mấy con tăng cơ thì nó khó chết. Nhưng mà đốt rồi mấy con đam thì chắc chắn chết luôn rồi. Quả đấy Rengoku mà dính đòn là đi đấy. Giết được bớt một con canal à. Đây này vẫn còn Tsunami, Tsunami mình đuối quá nhỉ. Bao giờ Mitsuri lên được E4 nó mới trâu hơn.
lúc đấy nó mới có thêm có thêm tí giáp bảo kê. Chẳng như là con Mitsuri của mình có 40 triệu thì tính ra búp giáp được có 20 triệu máu, 20 triệu máu thành giáp thôi, nhưng mà nó lên 80 triệu là thành búp 40 triệu giáp thì nó sẽ trâu hơn rất là nhiều. Serami sẽ được chơi nhiều hơn đấy, cái này win đấy. Ờ đâu vãi lại chiếc Tenoku rồi à, vẫn còn hai thứ đốt, hai trúng độc này, liệu có chết được không? Nhưng mà không có Rengoku còn sống thì nó lại không có thêm cái đốt đốt cuối nữa. Còn một thứ đốt này, nếu còn chết, nếu thứ đốt này chết là win, thứ đốt này không chết là thua. Vãi không chết, tại vì sự thua rồi, tại vì bây giờ đánh nó búp giáp lên thì mình còn nam nữa đâu. Vãi là bị xử thua rồi. Serami chết sớm quá. Sao Serami đối phương tốc cao nhỉ? Để mình xem nào. 10 triệu máu. Đây phải có bảo vật. Cái bảo vật chuỗi hạt kia mới ngon. Đam đốt tính ra con này, nếu mà tính lượng sát thương mà đốt thì con này cũng đau. Mỗi tội là bị bảo vật này nó không có thêm sát thương đốt đâu. Con Rengoku này bảo vật nó có thêm 35% sát thương đốt nữa. Hai con đều dùng củ ngư sát thương đốt đúng không? Nhưng mà con này lại có thêm 35% đây nữa, 35% sát thương đốt đây nữa, nên là nó đốt thốn hơn. Đấy. Khó nhỉ. Máu ít quá. Mấy con này bảo kê ít quá, 49 triệu máu. Con này mà lên thêm được cái kỹ năng tăng 60% máu này, bây giờ đang là bao nhiêu? Bây giờ 50, thêm 10% rồi à? Sao con này nâng kỹ năng lên ít thế? Tiêu 2.000 ruby ta, 2.000 ruby chuỗi hạt. Bây giờ dùng cái chuỗi hạt là mình sẽ thêm được khoảng 4 triệu máu nữa là 14 triệu, nó cũng lì đòn hơn đấy. Con này bị động của nó không có giảm sát thương. Hay là mình lấy một cái bảo vật vừa công vừa máu nhỉ? Tại vì con này nó vẫn chưa ấy mà, nó chưa lên bùa T1. Để xem là cái dinh thự này đi chưa. Bây giờ phải chém phát chết luôn cơ. Bởi vì bên này mình có một con. Nếu mà một chém một phát chết luôn thì phải ấy, phải có đam quẩy gần được. Nó xuyên thủ đốt vẫn chết nhưng mà tính thua. Vậy làm sao phải chém vắt chết luôn. Mình sẽ lấy một cái cổ ngữ đốt đi. Từ từ đã, mình sẽ test một phát là lúc chưa có cổ ngữ đốt và sau khi có cổ ngữ đốt thì nó sẽ bây giờ nó cũng cổ ngữ đốt rồi, nhưng mà cổ ngữ đốt kia có thêm 25% công nữa. Để xem nào. Bây giờ đam nó bằng được 8 triệu. Nó được 8 tỷ. Tầm 8 tỷ. Mình xác định là chơi team đốt. Đội bộ ghép bây giờ nó ghép ra được mấy. Bây giờ mới là cái vấn đề này. Vấn đề nằm ở chỗ này này anh em này. Theo nghề sát thủ, vấn đề là ghép nó ra cái cổ ngữ dòng như thế nào đây này mới là cái quan trọng. Cổ ngữ đốt vẫn là 45% sát thương đốt, vẫn bằng cái bộ cổ ngữ cuồng nộ bình thường, nhưng mà nó có thêm 25% công. 25% công là quan trọng lắm. Rồi, chọn sát thủ, chọn nghề sát thủ. Nếu mà thì sau này mình vẫn có thể lắp được cho con ấy mà, cho Rengoku Demon mà. Cái dương kia đâu nhỉ? Đây dương này đúng không? Chọn nghề sát thủ. Đấy. Chọn nhầm nghề là vỡ mồm ấy. Đúng chưa? Đốt chỉ có sát thôi, nhưng có sát thủ thôi là đốt nhiều rồi.
bây giờ nó ghép ra cái cụm ngữ dòng gì với phẩm gì mới là cái quan trọng. Chắc chắn là nó sẽ ra tím rồi, đỏ thì ra cam, còn khủng thì 1% thì hơi khó, ra 7 màu à. Ai xà xà, cái này mới là cái quan trọng đây. Cam này, dòng gì đây? Sát thương của mục tiêu câm lặng, chảy máu, choáng, giảm sát thương chí mạng, cùi thế. Ra cam mà cùi thế. Cũng cam này. Miễn chống cũng được. Sát thương và tướng hỗ trợ bình thường 25% chặn. Sát thương mục tiêu câm lặng hơi thừa, bây giờ có nào cơ câm lặng đâu. Vãi được hai cái cam mà nó ra dòng cùi mía thế nhỉ, không có dòng phần trăm công với sát thương chí mạng nào luôn, mấy cái dòng chí mạng sát thương chí mạng đâu. Ra 7 màu đi. Tỷ lệ ra cam khá là nhiều, tốc độ thêm 8 này, sát thương một tiếng tiên phong, sát thương một mục tiêu độc kháng xuyên thủ. Ui rồi toàn kháng là kháng. Bảy màu một phát này ra tím luôn, sát thương chuẩn, sát thương kỹ năng, sát thương mục tiêu choáng, sát thương và tướng hỗ trợ. Ôi rồi dòng cùi thật đấy. Hay xài thôi, vẫn phải dùng thôi, biết làm sao được. Cổ ngữ kia đang có bao nhiêu? Cổ ngữ 2,7 triệu công à? Lắp này vào xem nó có khác biệt gì lớn không? Cái này là kháng xuyên thủ cũng tạm, sát thương mục tiêu trúng độc, sát thương tiên phong, tướng tiên phong cũng được, cũng tạm, miễn chống cũng tạm, sát thương tướng hỗ trợ được này, chặn được này, sát thương mục tiêu tâm lặng này hơi thừa, không có nào cây tâm lặng, giảm sát thương chí mạng, sát thương mục tiêu choáng, chảy máu lại thừa thêm một tâm lặng nữa. Vãi, cái này không có tẩy nhỉ? Sau này nó phải ra cái tẩy ngon, tẩy dòng ở đây nữa thì mới được, tại vì số cơ bản này vừa lấy 2,7 triệu lên đây là 3,3 triệu đấy, vừa đam 8 tỷ đúng không, bây giờ đam thử lại cho mình được bao nhiêu, được thêm gần 3 tỷ nữa, lên hơn đó, lên hơn 2 tỷ. Nhưng mà so với con Grand Looker vẫn đấy quá, vẫn lưu tiêu quá nhỉ. Ở đây Looker Demon đam vẫn ác quá, ác chiến quá. Để mình lắp thử sang Demon. Cái cục ngữ này lắp tạm cho con này đi, không tí mình nhầm, cái bộ cục ngữ đốt này cùi hơn bộ cục ngữ đang dùng của con frame, đang dùng của con demon, nhầm với con frame. Đấy. Dòng cùi quá, con liệu nên cần chơi hai con này không hay chỉ cần một con Demon này là đường gì? Nhưng mà Serami nó có thêm con này nó sẽ chất lượng hơn. Uầy, 5,2 triệu công. Bình thường là 4,2 triệu, cũng lắp 25% vào lên nhiều đấy. 25% của chỉ số đang có luôn à? Sao bịp vậy nhỉ? 5,2 triệu con này, úi sổ, con vừa đấy lên được 600.000 đam, con này lên được hơn triệu. Kinh dị. Con này 2,7 triệu. Serami đuối nhỉ. Biết liệu lên Serami chuẩn bài chưa đây. Tại bảo vật con này nó ấy quá, vẫn hơi kém. Dùng chuỗi hạt à. Nếu mà không có con gì nhỉ? Không có con không có Serami thì con Demon này vẫn khỏe. 29 tỷ. Đâu? 29 tỷ anh em ạ.
Con này vẫn 9 tỷ 5 này. Ơ, bỏ ra này đâu có ít hơn đâu. Lên 40 triệu một phát. 40 triệu một phát à, đánh 5, 4 phát được 20 triệu. Ồ, tìm mình cũng lên khá khá đấy. Rồi, bắt đầu ok đấy anh em. Nhưng mà bao giờ mới nâng được cho con Demon lên được đánh 6 mục tiêu. Đánh 6 mục tiêu là luôn đấy, là win luôn anh em. Chém một turn xong win luôn đấy. Tính ra là con Demon này nó có sẵn thiêu đốt từ cái... À có ấy rồi. Có... À, nhưng mà chưa có chảy máu đúng rồi. Chưa có chảy máu, chưa có chảy máu. Chảy máu, đánh thường nó mới có chảy máu, hiểu không chảy máu. Còn nổ con Demon này nó chỉ có từ bảo vật nó có đốt thiêu đốt với cả chống độc thôi. Có hai loại đốt thì nó chỉ gây được khoảng bao nhiêu nhỉ? 1000 mấy % sát thương thôi. 1000 thì 1003, phải có 3 loại thiêu đốt nó mới lên được 1005. Trên này vẫn được chém đúng không? Ok. 36 triệu đam. Sau tuần này đốt mấy con nào bị con Ren Goku Demon này chém trúng là có thể là chọn chết này. 1, 2, 3 con này, 3 con này yếu máu chết này. Con này chết không? Con chết luôn 4 con này. Bye. Rồi nha. Nếu con này nó chém 6 con nhỉ? Biết bao giờ mới lên được kiếm đạo để chém 6 con này. Vẫn phải cần một con đấy. Một con Senami để kích hoạt. Để kích hoạt thêm cho nó một cái dòng chảy máu. Chứ bình thường Demon này chém được có 2 thôi. Chém được 2 hiệu ứng thôi. Chống độc và thứ đốt thôi. 3 hiệu ứng nó mới gọi là tối đa sát thương. Đổi đi cho giáp không nhiều đấy. Chém này là win rồi. Chém này chắc chắn là đốt bọn này là thêm chảy máu 3 lượng 3 ấy này. Một giáp rời trên. Bắt đầu ăn được các tốt rồi đấy. Không thể nhận mình nữa đâu. Ngày xưa thì bỏ một thời gian thì phế thôi, đợt này là ăn lại hết đấy. Trên trường mày vẫn trầu máu vẫn trầu thế. Mà sao nó bảo kê mấy con nam chính khỏe thế anh em. Chém mấy phát đốt máu mấy tơn thì vẫn chưa thì nó chết. Sợ thật. Bây giờ mình phải đi tiếp câu cá nữa. Lại bị xử thua vãi trường không đủ đam mà chứ còn đấy. Lại bị sự thua, cày thế nhỉ. Không đủ chết mất con Demon. Con này nộ của nó có gây thiêu đốt thôi. Nếu có bảo vật thì sẽ gây thêm được hiệu ứng trúng độc. Đấy, nghĩa là con này nộ chỉ có hai hiệu ứng thiêu đốt và trúng độc thôi. Chỉ có hai hiệu ứng thì nó chỉ nổ được 1300% sát thương thôi. Nhưng mà con Tsunami gây thêm chảy máu nữa là nổ mình 1500. Chứ không bình thường con này phải đánh thêm một lần đánh thường nữa ra được hiệu ứng chảy máu. Nên là con này đánh 2 lần thì nó sẽ mới kích hoạt được đủ 3 cái dòng hiệu ứng đốt. Thì nó tối đa sát thương được. Con này chỉ cần lên được cái kỹ năng cuối này thôi thì một chém là tim bị bay màu. Thì là con này chơi lâu dài ổn đấy anh em. Hiện lại ra khá là nhiều tim kháng thiếu đốt rồi nhưng mà không còn thua. Và mấy con đốt này vẫn toàn. Bây giờ chỉ có đi câu cá thôi. Câu cá của mình cái chạy cá của mình hơi thọt. Không phải hơi thọt mà quá thọt. Đây, bể cá của mình này. Bể cá của mình bây giờ có 3 nam thủ này, máu có 200.000, tốc độ 17 này. Chính xác, chặn và các thương còn chưa có công trong công này anh em. Thì mình mới là chạy cá đầu tiên thôi. Bây giờ mình mới level 3 chứ. Phải thật. Đấy. Bao giờ mới lên được cái này. Rồi mới xong map thứ hai đây. Mới đi được có mấy ngày. Chúc mình bỏ tháng 2 tháng. Cá này phải ra cái câu cá này phải ra tổng khoảng 2 tháng nữa nhỉ. Tháng 2 tháng nữa nhỉ. Bỏ lâu quá thọt. Thọt cá. Đây, câu xem như thế nào. Cập nhật sau 1 phút. À. Câu thành công một con này. Cái này còn hơi xui nữa anh em. Cái kinh nghiệm mình lên ít vãi.
Bây giờ bán cá thì mình có đủ điểm chưa nhỉ? Uầy, 410.000 xu à? Còn chưa mở xong cái bây giờ 8 trên 20 con cá thôi. Còn chưa mở xong cái một cái bể cá này, trong khi đó còn có một danh sách còn có bể nữa cơ. Người chưa cấp 30 bể nữa này. Mấy ông kia chắc cũng phải bể thứ hai rồi. Mình thọt bể nhiều quá. Thọt cá, thọt bể. Mấy ông kia liệu lên được bể thứ hai chưa? Nó chết rồi. Nó chạy đi đâu đây? Đứng một chỗ ở đây được không? Phải quay lại không? Hay là mình bấm auto bắt là vừa nãy tự câu chỗ đoạn kia rồi nhỉ? Phải xịt thất bại 5 con này. Thêm được một con cá mới vậy. Đấy, thêm được một con cá này. Rồi, nhận thêm kim cương này. Cá này mình có rồi này. Nhưng mà xem cỡ lớn như thế nào. 112 hay 100 mấy thôi. Cá này thì lại không được dùng dùng hai con giống nhau. Cá chặn này thì dùng một con thôi. Cá tốc độ này. Con này hơn đúng không? Chưa mở thêm ôn nữa. Rồi tặng cái đã. Bây giờ phải đi câu từng con một khổ của ai. Bây giờ chăm chỉ hàng ngày đi câu cá. Liệu có nên chơi Sermi hay là quay lại chơi con ấy nhỉ? Thế tính ra Sermi này đam sao cứ thấy bé bé ta. Sao con Rengoku mình lên nhiều đam đấy. Sao mình lấy được nhiều đam ấy nhỉ? 45% công này. 37 này, 38 này. Sao công con này cao ấy nhỉ? Còn chỗ nào không? Kiếm đạo. Kiếm đạo này cũng 200 rồi mà ta. Để xem lại cái điểm cơ bản của con này là 93.000 tấn công mà. Ở đây có 40% nữa này. Con Demon là bao nhiêu? Đâu nhỉ? 98 tính ra hơn 3 5.000 công rồi mà. Mình lên kiểu gì mà nó nhiều công đấy nhỉ? Nó nhiều công hơn hẳn luôn đấy. Một cái công. Cái này cũng có thêm nhiều phần trăm đóng công lắm đâu. Được mỗi kiếm đạo này 10% này 20% này. À, với bộ đồ đấy anh em. Bộ đồ này nó có ở đây này. 10 này, 7 này, 10 này. Đấy, 10, 7 này. 10 ở đây 7% công này. Ở đây 7% công này. Cái xong ở đây bằng bao nhiêu nhá? 10 này, 17 này, 27. 27, 34 này. Theo bộ cả Rengoku Demon đâu anh em. 34 này, 41 này. 41, 51 này, 6, 56 này. Đấy, 56% công ở đấy rồi. Rồi là bao nhiêu? 7, 6, 13 này. Con này cũng là không có luôn. 13, vãi. 13 với cả 13, 26. Cái kia 5 mấy % công cơ. Mà bây giờ cứ 20% công là được bao nhiêu để mình test luôn. 20% công bây giờ là được uầy 400.000 công. Cái kia à đâu, đây là cái này có 15% à, hay có 15% công thôi mà nó được 400 rồi thì nó còn nhiều. Nếu mà lắp vào phải lên được thêm mấy cái kia chênh nhau khoảng ấy à, chênh nhau tổng khoảng 30% công. 30% công thì phải lên được 8% công lên nữa, 800.000 công. 800.000 công mà đây là tầm khoảng 3 triệu năm. 3 triệu năm mà dùng cái cổ ngữ kia cũng phải lên được 4 triệu rưỡi gần 5 triệu ạ. Cái bộ đồ quan trọng ghê nhỉ. Mình để xem là ghép thêm cái bộ đồ nữa xem nào. Bây giờ thì dành cái bộ đấy hơi khó. Bộ cộng hưởng. Họ phải thêm mấy món 6 sao nữa. Hay thì chả khó đấy. Xong rồi còn tẩy ra theo nghề nữa cơ. Thôi, để tính sau. Ok, video của mình chắc đến đây thôi. Hiện tại thì cũng ăn dần được các top rồi. Bây giờ top ông vừa đấy, hay mình hay đánh ấy, là ông yếu nhất trong những ông top trong cái cụm này rồi. Không phải ông là yếu nhất trong những top mà là những cái ông
trên mình mà gọi là yếu yếu hơn so với ông khác là mình cũng gần ăn được rồi. Dần dần là mình sẽ đánh dần lên thôi. Ok, hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em.